Trận derby thành London lúc này đang có tính chất vô cùng quan trọng với cuộc đua top 4 năm nay. Tuy nhiên, phong độ ở lúc này của cả hai đội thì đang hoàn toàn trái ngược nhau và điều này cũng sẽ giúp trận đấu tới có phần dễ đoán hơn. Chiến thắng 2-0 trước Crystal Palace không chỉ đưa Chelsea đặt chân vào chung kết FA Cup cùng Liverpool mà còn kéo dài chuỗi toàn thắng của The Blue lên con số 3. Thay cho Thomas Tuchel sau khi bị đánh bật khỏi Champions League, chắc chắn sẽ dồn sức cho đấu trường quốc nội. Lúc này ở giải ngoại hạng Anh, The Blue đang xếp thứ 3 và còn hai trận chưa đá bù. Bởi vậy họ hoàn toàn có ưu thế về mặt tâm lý so với đối thủ cùng thành phố. Arsenal sau chuỗi 3 thất bại liên tiếp trước những đội bóng vốn bị đánh giá thấp hơn như Crystal Palace, Brighton và mới nhất là Southampton, đã phải trả một cái giá quá đắt, đó là văng xuống thứ 6 trên bảng xếp hạng. Lúc này pháo thủ vẫn chỉ kém đội xếp thứ 4 là Tottenham có 3 điểm, bằng với khoảng cách nếu như giành chiến thắng ở trận đá bù này. Tuy nhiên đây là vấn đề không hề khả thi bởi chính những thiếu hụt trầm trọng trong đội hình đã khiến Arsenal đánh mất lợi thế trong cuộc đua cuối mùa và làm khách đến sân của Chelsea trong tình cảnh hiện tại thực sự là quá khó khăn với họ. Các trụ cột không thể ra sân của pháo thủ nằm ở cả ba tuyến, đó là Tierney, Tomiyasu, Partey và Lacazette. Với những cái tên còn quá non trong đội hình còn lại, Arsenal sẽ khó có điểm trên sân Stamford Bridge. Đội chủ nhà Chelsea không có được sự phục vụ của bốn cầu thủ, trong đó có chấn thương mới nhất của Kovacic. Đây không phải là vấn đề quá quan trọng với huấn luyện viên Tuchel bởi ông đang có trong tay một lực lượng đủ dày. Arsenal đã để thua Chelsea cả hai lần gặp nhau gần nhất. Và phong độ gần đây của thầy trò Ateta là vô cùng tệ. Trong khi pháo thủ đã nhận 3 trận thua liên tiếp thì Chelsea lại đang có chuỗi 3 trận thắng trong thời gian vừa qua. Và tỷ lệ của trận này Chelsea chấp Arsenal 1 phần 2. Không chỉ có sự ủng hộ từ thống kê đối đầu, Chelsea còn đang có phong độ cao và ưu thế sân nhà Arsenal kể từ khi mất Thomas Partey đã không có được sự chủ động trong lối chơi. Trước một hàng tiền vệ cơ động và giàu sức chiến đấu của Chelsea, pháo thủ sẽ khó có điểm trên sân Stamford Bridge. Ở trận này tỷ lệ tài xỉu là 2 phần 2. Trước những đội bóng trung bình như Southampton hay Crystal, thậm chí Arsenal thua trắng mà không thể ghi bàn. Trước sức ép từ Chelsea, thầy trò Ateta nhiều khả năng sẽ nhận bàn thua ngay từ hiệp 1, nhưng có lẽ cũng là trận thua không quá đậm. Dự đoán của thể thao văn hóa, Chelsea đánh bại Arsenal với tỷ số 2-0.